đường cứng này chị. Chị này rất là hay, nó có mạch máu này, sau đó nó có bộ phận cơ thể này. Này là hình của con cá sấu, rồi qua này là hình của con rùa biển nè. Đó là sự xem được bên trong của con rùa biển như thế nào.